Thưa quý vị và các bạn, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 đang tạo nên những cuộc tranh tài vô cùng hấp dẫn, nhất là khi có sự góp mặt của các tay đua nước ngoài. Tốc độ của đoàn đua luôn được duy trì gần 45 km/h, vì thế để đảm bảo an toàn cho các tay đua, vai trò của đội đua mô tô bảo vệ là vô cùng quan trọng. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi trải nghiệm một ngày cùng đội đua mô tô. 5 giờ sáng là thời điểm tất cả các thành viên đều phải tập trung chuẩn bị những hành trang cần thiết trước mỗi chặng đua, kiểm tra kỹ thuật phương tiện để phòng sự cố xảy ra trên đường đua, họp chuyên môn kỹ thuật, phân công nhiệm vụ rõ ràng tại mỗi vị trí để có thể đảm bảo an toàn và hỗ trợ tuyệt đối cho các vận động viên trên mỗi cung đường mà đoàn đua đi qua. Luôn luôn cái tiêu chí hàng đầu là sẽ bảo vệ thành công cho một cái giải. Đối với giải VTV thì anh em cũng đã chuẩn bị về mọi mặt rất kỹ để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Đội mô tô được chia làm nhiều bộ phận như mở đường, hỗ trợ chở trọng tài, phóng viên tác nghiệp, bộ phận bảo vệ khi các vận động viên tách tốp và cuối cùng là bộ phận khóa đuôi với nhiệm vụ bảo đảm không để phương tiện khác nhập vào đoàn đua. Mỗi vị trí trên mỗi cung đường đều có những khó khăn riêng. Tuy nhiên với sự đam mê và nhiệt huyết của mình, các thành viên của đội mô tô Thành phố Hồ Chí Minh luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Công việc nhà là rất quan trọng, nhưng mà anh em sắp xếp đi một giải thường là rất là nhiều ngày, từ 15 đến 25 ngày. Thì anh em cũng tự sắp xếp công việc để điều tiết cho nó trôi chảy để hoàn thành cái nhiệm vụ được giao để bảo vệ đội trình cho nó tốt hơn. Kết thúc mỗi chặng đua, niềm vui của các vận động viên là trên bục vinh quang. Còn với những thành viên của đội mô tô thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đó là đoàn đua đã về đích an toàn. Có thể nói, những đóng góp của đội mô tô thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ góp phần không nhỏ vào thành công chung của giải xe đạp VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017.